Dạ, em ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình một dòng xe đến từ thương hiệu Ford, Ford Ranger bán tại 2013 để giới thiệu cho anh chị ha. Anh chị nào cảm thấy đam mê về xe và cảm thấy thích ở xe này thì cùng em xem và tham khảo hết video này, liên hệ với em anh chị nha. Em cũng xin giới thiệu đến cho anh chị là cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km, cửa hàng nằm phía tay trái cửa hàng ô tô Quốc Hùng, chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe liên hệ với em để trao đổi với em ha anh chị ha. Qua số điện thoại 0944 872 091 hoặc 0978 548 858 anh chị nha. Rồi anh chị cùng em xem và tham khảo đối với chiếc xe này nha. Anh chị cùng em xem và tham khảo đối với chiếc xe Ford Ranger 2013, số sàn máy dầu 2.2 anh chị nha. Nói chung thì xe dòng xe bán tải, xe còn rất là lình lạc và rất là đẹp luôn. Xe cửa hàng cũng mới vừa nhập về, em thấy đẹp quá em view và giới thiệu đến cho anh chị đối với chiếc xe bán tải này. Một màu trắng nhìn rất là đẹp ở xe và rất là sáng xe anh chị ha. Anh chị nào mình cảm thấy đang cần tìm cái dòng xe này hoặc là đang thích cái dòng xe này, cảm thấy hợp túi tiền thì anh chị có thể xem và tham khảo và cùng em nghiên cứu đối với chiếc xe này nha anh chị nha. Anh chị lần đầu tiên xem kênh em nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về, và anh chị cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng. Mình chưa có nhu cầu mua cũng được, mình cùng em xem và tham khảo để mình biết giá cả thị trường và biết nhiều dòng xe nè anh chị ha. Vô tình bạn bè hay người thân của mình, hay là đồng nghiệp nè, đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc là bán xe thì anh chị có giới thiệu qua cho em. Việc mua bán xe thành công anh chị sẽ kiếm được từ 3 đến 5 triệu anh chị nha. Mình xin xem mà xin chia sẻ nè, và xin giao lưu với bạn bè hay là chia sẻ nhiều vô. Bạn bè hay là người thân của anh chị thấy anh chị có chia sẻ nhiều dòng xe thì sẽ hỏi thăm anh chị, và vô tình anh chị có thể giới thiệu và kiếm được tiền cùng em ha. Mình nếu mà tập trung vô chuyên môn, tập trung xuyên coi xe và hay đăng những chiếc xe, chia sẻ những chiếc xe, anh chị vô có thể giới thiệu được, một tháng mình giới thiệu được có tầm 3 xe đi, anh chị có thể kiếm được mười mấy triệu cộng thêm thu nhập thì cũng khá là ok anh chị nha. Rồi, bây giờ anh chị cùng em đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô cho em xin một nút like và cùng em xem và cùng em kiếm tiền anh chị ha. Anh chị có bạn bè hay người thân cứ muốn mua xe hay là bán xe cũng được nữa, cứ alo em qua số điện thoại 0944 872 091 hoặc 0978 548 858 để được trao đổi với em anh chị ha. Bây giờ thì anh chị cùng em tới lại gần và xem chiếc xe Ford Ranger 2013 này anh chị nha. Xe nói chung thì bao anh chị là không bị đâm đụng, không thì kích ha. Bốn quả giỏ thì cũng còn tương đối là cao, mâm cũng còn rất là đẹp. Xe thì chủ xe cũng đã lên option rất là nhiều, tay nắm epoxy nè, chén cửa nè, che mưa nè ha, dán phim cách nhiệt và che mưa, dán phim cách nhiệt, tay chân kính epoxy có đầy đủ hết cho anh chị nha. Đồng sơn thì bóng láng thì nhìn rất là đẹp ở xe luôn. Sơn zin thì những cái dòng xe này thì nói chung là không thể tránh khỏi là có dặm sơn, nhưng mà sơn zin cũng còn rất là nhiều anh chị nha. Và đồng thời thì xe bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng ha. Đăng ký đăng kiểm thì còn tháng 3 2023 anh chị ha, cũng còn rất là dài. Những cái kính chống gió đồ cũng còn rất là đẹp nè anh chị nha. Những cái dòng xe gầm cao mấy thoáng mấy dòng này thì đi rất là thoải mái và rất là bốc luôn anh chị nha. Ở đây anh chị, quạt nước thì cũng còn rất là đẹp ha, cái quạt nước cũng còn rất là đẹp ở xe. Anh chị nào mình đang cần tìm cái dòng xe này thì anh chị có thể xem hết video và liên hệ với em để được trao đổi với em anh chị nha. Đây anh chị, chủ xe cũng có gắn thêm bàn đạp cho mình đi lên xuống ha. Bàn đạp thì cũng còn rất là đẹp và rất là liên lạc luôn. Đồng sơn thì nhìn thì anh chị nhìn thì khỏi chê rồi anh chị ạ. Nước sơn bóng láng ha, bóng láng và rất là đẹp. Và những cái cạn mặt nạ da lăng trước đồ cũng chạy cũng còn rất là liên lạc và rất là đẹp luôn anh chị nha. Anh chị, bóng đèn nè, bóng đèn được epoxy mặt nạ chrome luôn, và bóng đèn còn rất là sáng và rất là đẹp luôn ha. Qua bao năm sử dụng ha còn rất là đẹp, bóng đèn zin luôn anh chị ạ.
Đó, đèn cạn có đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, đèn cạn còn đầy đủ hết và những cái cạn thì còn rất là liền lạc anh chị ha. Giờ em sẽ dắt lại cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. À, tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km, cửa hàng nằm phía tay trái nha anh chị nha. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng. À, anh chị mình có nhu cầu muốn xem tham khảo, muốn biết từ nhà mình lên tới cửa hàng bao nhiêu xa, hoặc là anh chị đi lên cửa hàng thì anh chị cứ dễ lắm, anh chị vô Google Maps á, truy cập vào kênh Google Maps, anh chị nhấn vô ô tô Quốc Hùng sẽ hiện cửa hàng của em lên, và anh chị cứ theo hướng chỉ đường của trên Google Maps là sẽ tới ngay nhà luôn anh chị nha, tới ngay cửa hàng của em luôn, rất là thuận tiện cho anh chị nha. Anh chị những cái cây saxi nè, vỏ lốp còn khá là cao ha, cây saxi đồ còn rất là đẹp. Đó, nói chung là xe người ta đi giữ gìn nó xe rất là kỹ nên xe còn khá là liền lạc và rất là đẹp luôn. Anh chị nào mình đang cần tìm cái dòng xe này muốn mua sử dụng thì anh chị cứ liên hệ với em ha, hoặc là có người thân hay bạn bè, nói chung mua cho người thân thì cũng khá là yên tâm. Đây anh chị, tay nắm ấp xi, chén cửa đồ nói chung là đầy đủ hết, hai bên y nhau nha, không thiếu gì hết anh chị ha. Đó, đã được dán phim cách nhiệt, lõi xịn nhìn rất là đẹp ha. Đó. Đó, bên này cũng vậy ha, dòng xe khá là cao nha anh chị, khá là cao và ngồi nhìn rất là ngầu luôn. Đó, anh chị nào mình thích cái dòng xe này thì cứ nghiên cứu và liên hệ trao đổi với em anh chị ha. Thì đối với chiếc xe Ford Ranger 2013 số sàn máy 2.2, dòng xe 6 số nha anh chị nha. Hiện tại bên cửa hàng đang chào bán với anh chị là 359 triệu anh chị ha, một cái giá rất là hợp lý đối với chiếc xe đẹp và chất lượng, không va chạm cứng đụng, không thì kích gì hết nha anh chị nha. Bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị ha. Rồi, bây giờ anh chị cùng em xem những cái cánh cửa ha. Đây anh chị, cánh cửa nè, những cái đồ nhựa nè, còn rất là đẹp anh chị ạ. À. Đó, những cái đồ nhựa còn rất là đẹp luôn. Những cái copy đồ là không có dấu hiệu là bị mòn ha, không có dấu hiệu bị mòn. Và đây, những cái lo đồ cũng còn rất là đẹp anh chị ạ. À. Đó, không có dấu hiệu bị mòn ha. Nói chung thì xe 2013 đến giờ người ta sử dụng cũng đã 8-9 năm rồi. Nên cũng có nhiều cái chạy xước, cũng có nhiều cái cụ đi theo năm tháng, nhưng mà xe người ta vừa nhìn thì anh chị có thể xem và cảm nhận được ha. Chiếc xe cũng khá là ok và những cái đường sơn zin còn rất là nhiệt nhiệt đẹp nha anh chị nha. Sùng chỉ là zin theo xe hết, đầy đủ hết anh chị ha, không bị mất sùng nha. Rồi, một bộ ghế da chủ xe may thì cũng còn tương đối là ok, còn rất là đẹp anh chị nha. Đó, nị thì bọc trần kiến ha anh chị ha, nị zin bọc trần kiến nha. Dòng xe mình có thể ngồi được 5 người anh chị ha. Anh chị hộp số 6 số ha, hộp số là còn rất là mới nha, có cái cũ số còn rất là mới, những cái táp đồ đựng đồ còn rất là đẹp nè anh chị ha. Đây anh chị thấy không? Những cái đồ nhựa này đó, không dấu hiệu bị mòn hay chảy xước gì ha. Thì có hai túi khí nha anh chị ha, túi khí ở đây và bên tài ha, thắng ABS có đầy đủ hết cho anh chị nha anh chị. Sàn đồ người ta cũng lót sàn đồ đầy đủ hết rồi anh chị ha, với cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nè, cũng còn rất là đẹp anh chị ạ. Nó tem đó nữa ha, còn rất là đẹp, những cái nắp cửa đồ là còn nguyên zin hết anh chị nha, nguyên zin hết, cũ theo năm tháng thôi. Tại vì ở ngoài á thì mình có thể chà và đánh bát cho nó sáng cho nó đẹp lại, nhưng mà nắp cửa thì thôi thua anh chị ạ. Rồi, đây bây giờ là anh chị thấy không, những cái cửa đồ nhựa nè, không dấu hiệu là bị mòn, chứng tỏ xe người ta đi rất là ít anh chị ạ. À. Đó, cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Đó, còn rất là đẹp luôn. Đó, chủ xe bỏ nước em cũng chưa dọn, nên là nói chung là xe là về là chưa tẩy rửa chưa gì hết anh chị ạ. À. Mà xe rất là sạch sẽ, mà chủ xe đi giữ gìn ở xe rất là ok anh chị nha. Đó, chủ xe bỏ một đống nước ở đây luôn. Anh chị những cái nắp cửa của đồ ở đây cũng vậy ha, còn rất là đẹp anh chị ha. Đó. Đây anh chị các bạn đạp đi lên xuống nè, rất là chắc chắn và rất là đẹp ha, không bị chảy xước hay là mớp méo gì hết nha anh chị nha. Đó. Đây những
những cái gầm bệ nè, về đồ cũng còn rất là đẹp, sexy đồ cũng vậy, nguyên bản hết. Nói chung là xe đang xài nguyên bản hết, cái này mà tẩy rửa sạch sẽ là hết đứt đồ, nhìn nhìn rất là đẹp nha anh chị ha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, bây giờ anh chị cùng em xem sơ lược cái gầm ở đó ha. Đó, cái gầm nó như thế nào. Đó, gầm của nó nè, gầm của nó còn rất là đẹp, không dấu hiệu mục mọc hay làm lại gì hết nha anh chị nha. Đó, chỉ có dơ thôi. Đó, bô nó còn rất là sáng, những cái bô còn rất là sáng anh chị ạ. Đó, cái bô còn rất là sáng luôn ha. Đó, gầm nè, đẹp, mê chưa. Đó, gầm còn rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đó, không có dầu nhớt hay là mục xét hay làm lại gì bất cứ gì hết nha anh chị nha. Rồi, rồi. Anh chị tiếp tục cùng em tiến hành về bên cánh cửa tài ha. Mình xem hết. Đây anh chị, giỏ nè, còn rất là cao và rất là đẹp ha. Đó, dè đồ cũng vậy ha, còn rất là cao, rất là đẹp luôn. Anh chị nào mình cảm thấy thích cái dòng xe này, hoặc là có bạn bè hay người thân có muốn mua xe, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em để trao đổi với em anh chị nha. Rồi, bây giờ anh chị cùng em về bên cánh cửa tài và kiểm tra nha. Trước khi mở sẵn capo đi một xíu rồi mình coi ha. Nên anh chị, cánh cửa tài cũng vậy ha, còn rất là đẹp. Những cái cánh cửa này zin hết nha, cánh cửa đồ zin hết. Đó, những cái cánh cửa là zin hết mà copy nữa ha, không dấu hiệu bị mòn hay chảy xước gì hết anh chị ạ. Đó, chủ xe đi, nói chung là anh chủ xe này đi cũng rất là giữ gìn cái xe, và sùng chỉ đồ thì nguyên bản hết anh chị nha, sùng chỉ nguyên bản nguyên zin hết ha. Đó, chị nguyên zin hết rồi, ok. Anh chị cùng em xem nó nắp cửa ở đây nè ha. Đó, cái đồ nhựa ở đây cũng vậy, cũng còn rất là đẹp ha. Rồi bây giờ anh chị cùng em tiến hành về cánh cửa bên này. Cánh cửa bên này cũng vậy ha, sùng chỉ nguyên zin hết nha anh chị nha. Rồi, copy đồ cũng vậy ha, anh chị thấy không, copy nè, đẹp rất là đẹp luôn ha. Đó, còn rất là đẹp luôn. Lách cửa đồ cũng vậy ha, nguyên zin hết anh chị nha, sùng chỉ zin hết, chung là không thiếu phần sùng nào hết ha, bốn cánh cửa là không thiếu phần sùng nào hết. Đó. Rồi bây giờ anh chị cùng em tiến hành về cúp sau, xem sơ cái cúp sau nha. Đó. Đây, những cái cây taxi đồ cũng còn rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn anh chị ha. Rồi, bóng đèn sau thì cũng được gắn mặt nạ cà rơm rồi anh chị ha. Đó, chủ xe nói chung là rất là chăm chút cái xe. Đây bên này cũng vậy nè anh chị nha. Đó, có đầy đủ hết cho anh chị luôn. Rồi nói chung là xe này anh chị mua về chỉ đổ dầu rồi đi thôi anh chị ạ. Mình cửa hàng sẽ bao anh chị rút hồ sơ và ký bán rút hồ sơ về cho anh chị, anh chị chỉ cần về huyện mình nhập thôi là ok nha anh chị nha. Bánh xì cu cũng còn rất là cao ha. Đó, nói chung mình nhập thì về huyện nhập thì cũng rất là đơn giản và rất là dễ luôn anh chị nào. Nếu mà thật sự không biết cách nhập thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ anh chị nhập nha. Đây anh chị, có chừng nè, có chừng nè. Còn cái này là cái thùng của bán tải nha anh chị nha. Những cái cây mỡ bánh siku đồ có đầy đủ hết. Cái có đầy đủ hết bỏ trên này nè ha. Mấy thùng bán tải còn rất là đẹp anh chị ha. Ở đây thì mình có thể hạ xuống nha anh chị nha. Đó, mình có thể hạ xuống. Và anh chị về, anh chị không thích gắn cái thùng này, anh chị lấy ra để không ở đây thôi, để cho nó đẹp cũng được ha. Nói chung là tùy sở thích của mọi người anh chị nha, mình có thể lấy xuống ha. Rồi ok, bây giờ anh chị cùng em tiến hành về trên tài và nổ máy lên, nổ máy lên để tiếp tục mình sẽ kiểm tra những máy và cabo và những cái điểm cần thiết ha. Đây anh chị, em sẽ nổ máy lên. Máy nổ rất là đầm, rất là êm. 80, độ 80 rất là êm. Và odo của nó đi chuẩn là được 187.000 151 cây anh chị nha. Và đồng thời thì xe có 6 số nè anh chị. Xe 6 số chạy bốc lắm, những cái dòng xe này chạy bốc lắm. Túi khí nè anh chị ha, túi khí ở đây. Kiến auto nè, khóa kiến nè, có đầy đủ hết anh chị ha, có đầy đủ hết, kiến auto, khóa kiến đồ có đầy đủ hết. Và chỉnh gương, chỉnh gương ở đây cũng có đầy đủ hết luôn anh chị ha, có chỉnh gương có đầy đủ hết. Đây em đưa lên đưa xuống nè ha, có
có đầy đủ cho anh chị ha. Rồi, quạt kiến nè, nó có đầy đủ hết ha. Bây giờ thì anh chị cùng em tiến hành về sau xe, nhìn lên cái xe, coi nó đẹp còn đẹp đến bao nhiêu phần trăm anh chị nha. Đó, độ ngồi rộng rãi cao ráo ha. Rồi, ok, leo lên đó. Dòng xe bán tải đi thì sướng lắm, nói chung là đi đường rẫy, đường đồi, đường núi đồ cũng vậy, đi rất là thoải mái và rất là ok luôn. Đó, dòng xe nổ rất là êm và rất là đầm anh chị ha. Đó, nguyên bản theo xe hết, nói chung là máy nghe nhạc đồ nguyên bản theo xe hết anh chị ạ. À, anh chị nào thích thì dòng xe này cứ liên hệ trực tiếp với em và lên xem xe chạy thử nha. Giá bên cửa hàng chào bán với anh chị 359 triệu anh chị ha. 300, nói chung là 359 triệu anh chị nào thực sự thiện chí muốn lên xem xe, xác thực các xe ở bên cửa hàng cũng sẽ bớt cho anh chị lọc về giá tên và phí đưa đường chút định nha anh chị nhé. Nên nói chung là tình thương mến thương, lúc nào cũng sẽ có bớt cho anh chị lọc về giá tên. Rồi, ok, trước tiên thì cũng như thường lệ cho anh chị cùng em xem cái cabo ha. Đó, cabo nè, thần chị Vinh hết nè ha. Đó, có cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha, cũng còn rất là đẹp anh chị nha. Đó, cabo đồ cũng còn rất là liền lạc. Đó, thần chị thì Vinh theo xe đầy đủ hết ha. Đó, chứng tỏ là xe là không có va chạm thứng đụng gì hết nè. Cục thắng ABS của nó nằm ở đây anh chị ha. Xe cô thắng của nó nè, dầu thắng ở đây, hộp điện nó nằm đây cái bình ha. Cái này là cái bơm dầu đó, máy nổ rất là đầm và rất là chắc anh chị ha. Nói chung là bô e của nó nằm ở đây nha ha. Ở đây những cái điểm đồ ở đây cũng vậy nè, còn rất là đẹp đó, còn rất là đẹp nguyên bản hết anh chị ạ. À, đúng quá. Này cứng quá anh chị ạ. À, nói chung là không có hơi hám gì đâu anh chị ạ. Nó cứng quá em mở không có được ha. Thôi bỏ, cứng quá. Đây, máy móc thì zin nguyên zin hết anh chị ha. Không có dầu nhớt gì hết anh chị ạ. À, không có dầu nhớt gì hết. Rồi, ok, em hạ cabo xuống anh chị ha. Rồi, nói chung thì em cũng đã quay xong những chi tiết cần thiết quay cho anh chị xem. Em sẽ quay sơ lược có dáng xe cho anh chị xem một lần nữa để hướng tới quyết định liên hệ với em để được trao đổi với em anh chị nha. Và anh chị lần đầu tiên xem kênh em nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để ủng hộ cho em trai nha. Để đồng hành cùng em xem những chiếc xe, tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng. Em cũng rất là cảm ơn anh chị, và anh chị nhớ cho em xin một nút like để làm một cái động lực để em có thể chọn và nhận những chiếc xe đẹp chất lượng về quay và cùng anh chị xem và tham khảo nha anh chị nha. Rồi, bây giờ em ô tô Quốc Hùng cũng xin phép ngừng lại tại đây và hẹn anh chị tiếp tục những xe khác và những chiếc xe đẹp bên cửa hàng quay và cùng anh chị xem và tham khảo chào bán đến anh chị ha. Em ô tô Quốc Hùng xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.